Chào quý anh chị, hôm nay qua kiển Phước Vinh giới thiệu tới quý anh chị 20 gốc phôi mai vàng. Những gốc này hoành từ 20 tới 26 nha quý vị. Ở đây có 20 gốc. Như gốc này thì cũng khoảng 24-25 ạ. Cái lô này là lô cao nha quý vị. Nó cao trên 1,5 m. Cây này chân cành nó cũng có nè quý vị. Cây này chân cành nó lên tới trên luôn. Cây to này hoành cũng phải 28 đó quý vị, 28-29. Như cây nhỏ 25 này nè, cái thấy chân cành nó cũng đều. Cái này vừa nuôi xong là nó bung tàn, nó đẹp luôn. Như cây này nhỏ xíu mà nó xù nữa cái gì. Những cây này để nguyên cái bầu đất chứ không có khui đế nghe quý vị. Quý anh chị nào mà có nhu cầu giao lưu cái lô 20 cây phôi này thì liên hệ với qua kiển Phước Vinh nghe quý vị. Số điện thoại là 0939 505 472. Rồi video mình tạm dừng tại đây. Chúc quý anh chị buổi sáng vui vẻ, nhiều sức khỏe. Thì mong quý anh chị hãy ủng hộ kênh Bonsai Mini Phước Vinh. Cảm ơn quý anh chị. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị ở cái video kế tiếp.